Bài đọc hôm nay của các con như sau. Các con chú ý, có tất cả là 6 câu. Hàng thứ nhất, Alice et Pauline regardent la télé. L'éléphant joue du tambour bleu. Pauline a une trousse verte. Maman écoute le téléphone. Olivier aime le gâteau et le poulet. Le gâteau est sur la table. On va répéter. Chúng ta lặp lại. Alice et Pauline regardent la télé. L'éléphant joue du tambour bleu. Pauline a une trousse verte. Maman écoute le téléphone. Olivier aime le gâteau et le poulet. Le gâteau est sur la table. Đến phần bài này, các con nhờ ba mẹ in ra cho các con hoặc là các con làm trên máy. Các con đọc bài, sau đó các con tìm những chữ nghe được âm U, de và âm de. Pour ce slide, vous allez dire à vos parents d'imprimer ou alors vous travaillez sur l'ordinateur et vous cherchez, vous relevez les mots qui ont le son ou de. Travaillez. Các con chú ý, l'éléphant có chữ tờ, nhưng khi ta phát âm có nghe âm tờ hay không? L'éléphant. Và còn nữa, poulet. Hoặc là cái câu cuối, le gâteau est sur la table. Các con nghe chữ est, nó có chữ tờ, nhưng phát âm ra có nghe âm tờ hay không? Nha, các con thật là chú ý.